À, chào các bạn, nay mình giới thiệu với các bạn lô máy gồm máy đứng, máy mini, chứ có một con máy ngang. Anh em đặt hàng thì liên hệ số điện thoại là 0909 392 448. Rồi em vào chi tiết từng máy nha. Bây giờ là máy số 1 nè. Con số 1 là máy Daiwa Spotlight ST 6000. Ngoại hình máy như thế này nha mọi người. Cái đây chỗ đây nó trầy nè. Tay quay này nó như thế này. Cũng trầy xước, cũng xước nha. Máy này có cốc trợ lực nha mọi người. Trên thân là thể hiện là 6000 nhưng mà cước cước 14 á, cước 14 thì vào được 190 m. Cối nó lớn hơn nha. Cối tầm 10 11000. Có cốc trợ lực nha mọi người. Đây nó có quay hai chiều, tay quay đổi. Máy số 1 là 1 triệu. Rồi tiếp theo em giới thiệu máy số 2. Máy số 2 cũng là máy Daiwa, máy mini, máy nhỏ. Máy này như là nó nguyên khối á, nó nặng. Con này nó nguyên khối. Nó nặng hơn mấy cái loại kia nha mọi người. Cước số 3 thì vào được 90 m. Ngoại hình máy hay như thế này. Cái máy số 2 là 200k. Rồi tiếp theo là em giới thiệu cặp số 3. Cặp số 3 là con máy máy nhỏ giống máy số 2 nhưng mà nó là nhỏ nha. Cái này chắc mình không biết câu gì nữa. Nó nhỏ xíu à. Nhưng vì chân quá. Máy này máy Daiwa nha mọi người. Máy này máy tay phải. Còn máy này cũng là Daiwa nhưng mà là tay trái. Cặp số 3 là giá là 200k. Shop em thì miễn phí ship nha mọi người. Cái tay quay chỗ này nó bị ten, bị muối nè, bị rỉ chút xíu nha. Rồi nguyên cặp như thế này là 200k. Con máy này là tay phải và con máy đây qua này là tay trái. Máy câu thả mới nhỏ nha mọi người, nó không có cái lăng cước. Rồi tiếp theo em giới thiệu máy số 4. Máy số 4 là máy Shimano. Máy này cũng dạng mini nhưng mà nó lớn hơn, cái size nó lớn hơn con máy máy xanh tay trái lúc nãy á. Con này là 10, con kia tầm 7 á. Nó lớn hơn nha mọi người, size nó lớn hơn máy tay trái đây. Không có cái chi cước nha. Máy Shimano giá là 200k, máy tay trái. Máy cụ tôm, máy câu câu bè. Máy này không có lăng cước nha mọi người, anh em nghe rồi giùm em nha. Giá là 200k. Rồi tiếp theo giới thiệu máy số 5. Máy số 5 là máy ngang biển. Máy này là carbon nên nó nhẹ nha mọi người. Máy Daiwa 300XD. Máy này là của Thái Lan. Máy này em qua nhẹ lắm. Đồng hồ thì còn hiển thị nha mọi người. Đây nè. Còn sử dụng được. Máy số 5 là 350k. Rồi tiếp thêm giới thiệu máy số 6. Máy số 6 là máy của Trung Quốc. Máy này có ABS nè, có 5 bậc đạn. Cấu là cấu nhôm, tay quay đổi. 5 cộng thêm 1 bậc đạn nữa là 6. Ngoại hình máy thì như thế này, giá là 250k. Trên thân không có thể hiện nước sản xuất nha mọi người. Vòng tua là 5.1, cước 4 thì vào được 70 m. Giá là 250k. Cấu lực cấu nhôm. Có ABS, có bật đạn luôn. Rồi tiếp theo là em giới thiệu con máy của Nhật, con máy là máy Trisu 2500. Máy có tay thắng. Máy này tay thắng nha mọi người. Có hệ thống ABS. Đây là quay hai chiều. Đây ngoại hình của máy như thế này. Giá con này là 1,2 triệu. Máy này của Nhật nha mọi người. Con chỗ này là nó hơi trầy chỗ này chút xíu thôi, và em thấy nó cũng còn mới lắm. Trisu của Nhật.
trên thân thể hiện 2.500, mà cước bóng thì vào được 100m. Giá là 1.200.000. Rồi tiếp theo em giới thiệu máy xô số 8, con này là Daiwa Jupiter 3.000, trên thân thể hiện là 3.000, toàn thân carbon nha. Mà cước 6 thì vào được 120m. Tay quay đổi quay được hai chiều nha mọi người. Đây là hai chiều nè. Đây là một chiều. Máy này nó không có kêu re re nha mọi người. Giá con số 8 là 290k. Rồi tiếp theo em giới thiệu máy số 9. Máy số 9 cũng là máy của Trung Quốc. Nó trên thân thì không có thể hiện nước sản xuất, trên thân không có thể hiện nước sản xuất. Cấu là cấu nhôm, trên thân là thể hiện là 4.000. Có hệ thống ABS. Có 5 bậc đạn nha mọi người, 4 cộng 1 bậc đạn nè. Vòng tua là 4.7. Cước 0.4 á, 0.4 thì vào được 120m. Đây. Có ABS và có bậc đạn, có 5 bậc đạn. Ngoại hình máy thì chỗ này nó hư xước sơ thôi. Đây. Giá là 350k. Trên thân là thể hiện 4.000 nhưng mà nó lớn, size nó lớn hơn nha mọi người. Lúc nãy em có đọc thông số cước rồi đó. Cước 0.40 á, thì vào được 120m. Rồi giá con số 9 là 350k. Rồi tiếp theo em giới thiệu máy số 10. Máy số 10 là cối, cũng là cối nhôm của hãng Alpha, mà nó không có bạc đạn, không có ABS. Nó hơi xào bạc đạn xíu nè. Máy này nó hơi xào bạc đạn. Anh em nghe nha, em quay nó hơi xào bạc đạn nè. Cối là cối nhôm, tay quay đổi nhưng nó hơi xào bạc đạn. Vòng tua là 5.2 mà cước 4 thì vào được 150m, trên thân là thể hiện là 4.000, giá là 250k. Máy thì nó hơi xào bạc đạn thôi, không còn không ảnh hưởng gì nha. Giá 250. Rồi tiếp theo là em giới thiệu máy cuối cùng là máy số 11. Máy số 11 là máy quay có đèn. Cấu là cấu nhựa nha mọi người. Trên thân là thể hiện 4.000. Nhưng mà cước 4 á, thì nó vào được 150m. Quay là nó có đèn nha. Nè, có ABS, máy này nó có ABS. Cấu là cấu nhựa. Tay quay đổi, ngoại hình thì còn mới. Giá là 200k. Rồi. Anh em đặt hàng em giới thiệu 11 con thôi. Anh em đặt hàng thì liên hệ số điện thoại 0909392448. Số đó em có sử dụng Zalo nha mọi người. Rồi em chào hết nha.